Nếu bạn là người quản lý mà đứng trước khách hàng nói rằng là nhân viên của em nó tệ quá thì chẳng khác nào bạn đang thẳng tay đánh vào mặt của mình. Bản thân các bạn có hai cơ hội để tuyển dụng một nhân viên, đó là lúc phỏng vấn và sau khi các bạn thử việc. Cuối cùng, nếu các bạn vẫn nhận cái người nhân viên đó thì các bạn phải có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phân bổ cái công việc phù hợp với cái khả năng của họ. Nếu nhân viên của bạn là một người có thái độ tốt, ham học hỏi nhưng chưa giỏi thì đó chính là những cái viên ngọc thô cần bạn mài dũa. Hãy xem nhân viên như là một vũ khí. Nếu có trong tay một vũ khí tốt mà các bạn không biết dùng, cái vũ khí này nó lại lọt vào tay của đối thủ cạnh tranh thì đây trở thành một cái mối nguy hại rất là lớn cho chính doanh nghiệp của các bạn. Do vậy, khi các bạn đã là sếp rồi, đừng có nói nhân viên mình là dở mà hãy xem lại chính mình đã đào tạo họ đúng cách chưa các bạn nhé.